Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn triển khai thực hiện nhiệm vụ lễ sau nhận quân năm 2022. Phường Hải Ninh thực hiện việc cách ly điều trị các trường hợp F0 tại nhà đối với các gia đình đảm bảo điều kiện. Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, ngày 20 tháng 2 năm 1947, 20 tháng 2 năm 2022. Trường Tiểu học Hải Nhân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ mang ý nghĩa lớn. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 8 tháng 2, Thường trực Thị ủy, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. Các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã đồng chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có đồng chí Bùi Tuấn Tự, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ngành đoàn thể thị xã, các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã đã báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã. Đồng chí Nguyễn Văn Thiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã, triển khai các quy định hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, Ủy ban Nhân dân thị xã đã ban hành nhiều chỉ thị, công văn, đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Công tác chăm lo Tết cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả huy động các nguồn lực xã hội hóa để thăm hỏi các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, tình hình khám chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết được thị xã quan tâm thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được đảm bảo. Bên cạnh đó, Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã chỉ đạo tập trung gieo cấy lúa trà xuân sớm 700 hectare trên 4.500 hectare ở các xã ven sông Yên và sông Kênh Than. Hiện tại, trà lúa xuân sớm đang phát triển tốt. Lúa xuân muộn với diện tích 3.800 hectare đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo cấy từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022. Đối với diện tích cây màu tập trung làm đất và chuẩn bị vật tư tranh thủ thời tiết nắng ấm gieo trồng lạc và các cây màu vụ xuân khác đúng lịch thời vụ. Chỉ đạo công tác phòng chống rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vaccine viêm da nổi cục trên đàn trâu bò năm 2022. Kiểm soát giết mổ động vật, vệ sinh an toàn thú y và vận chuyển động vật, sản phẩm động vật dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã đã ban hành nhiều công văn, công điện, chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị xã. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 2022, số ca dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện trên địa bàn thị xã là 2.202 trường hợp. Trong đó, từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2022, số ca dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện trên địa bàn thị xã là 624 trường hợp. Trong đó, 1.437 trường hợp dương tính lây nhiễm trong cộng đồng, khỏi ra viện 1.338 người, đang điều trị 832 người, điều trị tại nhà là 160 người tại các xã phường, chuyển viện lên điều trị tại tỉnh tầng 2 là 32 bệnh nhân. Tính đến nay, thị xã đã triển khai được 22 đợt chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, với tổng số lượt người đã tiêm 360.699 lượt. Thị xã đang kích hoạt một khu cách ly tập trung của thị xã tại khách sạn Thanh Còi với 200 phòng, cách ly được 450 người. Số cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, cơ sở điều trị bệnh nhân tầng 1 là 3 cơ sở tại trường mầm non Hải Nhân,
trạm y tế Hải Hòa, khách sạn Hưng Sơn là 420 giường bệnh. Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các xã phường đề nghị thị xã quan tâm hỗ trợ việc thực hiện test nhanh kháng nguyên tầm soát tại các khu vực có nguy cơ cao để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Khi có kết quả các trường hợp F0 tại các công ty doanh nghiệp, cần thông báo đến các địa phương để triển khai các biện pháp truy vết kịp thời. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã phường cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, chúng ta tính là những cái ngày của tháng 2 và hết cái quý 1 này. Đấy thì về cái kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đề nghị cấp ủy, chính quyền, các phòng ban, cơ quan, đơn vị, các đồng chí tiếp tục tập trung cao độ việc triển khai nhiệm vụ của kế hoạch, thực hiện cái nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Đấy và đối với lại các cái lĩnh vực ấy, đối với sản xuất kinh doanh, nhất là nông nghiệp, đề nghị các xã phường, các đồng chí hết sức lưu ý. Nông nghiệp của chúng ta là cơ cấu cho các sản xuất thì thấp, đấy nhưng mà nó mang cái ý nghĩa hết sức quan trọng. Chúng ta đã trao đổi, chúng ta nói với nhau nhiều lần rồi. Người dân của chúng ta sống và làm việc trong khu vực nông nghiệp, nông thôn đang rất là lớn. Đấy, cho nên chúng ta không thể để nông nghiệp thất bát. Đề nghị là các đồng chí tiếp tục chỉ đạo cái công tác cái gieo cấy các cây trồng đảm bảo đúng khung thời vụ. Cái thứ hai nữa là phải quan tâm công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Về lĩnh vực văn hóa xã hội đấy thì do tình hình dịch phức tạp như thế, đề nghị các xã phường, các cơ quan đơn vị, các đồng chí quan tâm chỉ đạo cái việc thực hiện cái lễ hội và các cái sự kiện tập trung đông người đấy, và hoạt động của các cái trường học nhưng đề nghị các đồng chí chúng ta thực hiện hoạt động của trường học đúng quy định. Bây giờ cũng không được tùy tiện để thích là cho nghỉ nữa, nghỉ nó không quy định. Để về quốc phòng an ninh thì đề nghị các cái cấp ủy chính quyền chúng ta chuẩn bị tốt cái lễ giao quân năm 2022 và chúng ta phải đảm bảo cái an ninh trật tự những ngày sau Tết. Và trọng tâm của chúng ta báo cáo tuyệt đối công tác phòng chống dịch. Cái thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện các chỉ đạo quy định của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về phòng chống dịch. Đấy, cái thứ hai nữa là báo cáo chí là phải thành lập cái tổ thẩm định các cái điều kiện để đảm bảo cách ly bệnh nhân ở nhà. Cái tổ thẩm định đây đô na là báo cáo chứ là trên cái nền cơ bản là cái tổ giám sát cộng đồng của chúng ta. Cái tổ thẩm định này là một xã phường, các đồng chí phải thành lập nó nhiều tổ. Chứ một tổ thì không thể mà đi từ thôn nọ thôn kia đi hết được. Về xét nghiệm, xét nghiệm ở đây báo cáo trên mục đích của chúng ta bây giờ để cái đạt mục đích cuối cùng là chúng ta bóc tách được F0 ra khỏi cộng đồng để tránh bị nhiễm sâu, tránh bị lan rộng. Đây thì trước chúng ta cũng trao đổi rồi, xét nghiệm nó có hai phần. Xét nghiệm để phòng dịch. Phòng dịch trong này sẽ có tầm soát. Đấy, rồi xét nghiệm những người có triệu chứng, những người tự nguyện xét nghiệm để mà đầy đủ thủ tục pháp lý, để thuận tiện cho đi lại, cho làm việc. Thì đấy là phòng dịch. Và một số các cái tầm soát theo cái nguy cơ cao, theo chỉ định của cơ quan chuyên môn. Đấy, và thứ hai là chúng ta xét nghiệm để chống dịch. Báo cáo chỉ xét nghiệm để chống dịch. Bây giờ chúng ta chỉ test F1 thôi. Đây là một số các cái điểm phòng dịch cần thiết. Đây là ban chỉ đạo xã các đồng chí phải huy động theo phương châm 4 tại chỗ. Nhân dân đóng góp để chúng ta test cho những cái người có điều kiện khó khăn. Đấy, phụ huynh cũng phải đóng góp cùng. Đấy, để mà test cho con em mình. Báo chí bây giờ nguồn lực là nhà nước không thể lo được mãi, nhà nước và nhân dân cùng làm. Đấy thì còn đối với lại doanh nghiệp ấy, mà nhất là các doanh nghiệp lớn, thì trước mắt trong thời gian trước mắt, thì đề nghị với lại với các doanh nghiệp, các đồng chí tạo điều kiện
hỗ trợ công nhân để test tổng phát tại cái trạm y tế, đảm bảo thuận lợi cho cái việc cách ly điều trị. Đối với lại cái cách ly điều trị ấy, thì thứ nhất là tại nhà. Tại nhà thì hiện nay là các cái văn bản của tỉnh cũng vậy, thị xã cũng vậy, đề đấy là không triệu chứng, như là coi như bình thường. Thế nhưng mà thực tế báo cáo chí thì các đồng chí chuyên môn cũng nói rồi, thế chúng ta cũng phải có thể nhẹ. Đấy, chứ không triệu chứng mà không gì cả thì nó cũng không phải. Thì không thể có đến 90-95% mà không triệu chứng được. Đây mà các đồng chí biết là điều trị tại nhà ấy, nhằm ba mục đích chính. Thì trước hết là cái thuận lợi để cho người dân ở nhà được chăm sóc tốt hơn, ăn uống tốt hơn, điều kiện tốt hơn, thì sức khỏe tốt hơn và nhanh khỏi bệnh. Đây và cái việc mà triển khai cái thực hiện các cái bước điều trị tại nhà báo cáo đồng chí là phải đúng quy định. Chúng ta không thể làm khác được, phải chặt chẽ và đúng quy định. Đấy thì trong cái tài liệu thì có cả rồi. Đấy như là sau 30 phút mà chúng ta xác định test ra F0 ấy. Thì sau là truy vết ra F1 được xác định F0 ấy. Thì các cái chúng ta phải xác định được điều kiện để xem cái bệnh nhân đấy có được điều trị ở nhà hay không. Thế thì tất cả phải vào cuộc. Y tế cũng phải vào cuộc để xác định xem bệnh nền hay mọi cái không. Chứ còn các bác một cái tổ thẩm định ấy, đấy, người ta chỉ những cái mà nó trực quan là chính thôi. Đấy, chứ còn gốc bệnh tật, dịch tễ mọi cái thứ làm về chuyên môn y tế. Đấy rồi cái tổ thẩm định phải đến nhà để kiểm tra. Bây giờ cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đảm bảo các cái điều kiện để phục vụ với việc cách ly điều trị ở nhà. Hậu cần. Đấy rồi đảm bảo an ninh trật tự ngoại giãn biển thì có cái là chúng ta phải làm đúng cái quy định. Đấy là cách ly ở nhà. Đấy còn cách ly tại cơ sở y tế đối với các trường hợp theo quy định có rồi, các trường hợp tầng 2 triệu chứng, nhưng triệu chứng nó nặng đấy, hoặc là các cái người bệnh mà không đủ điều kiện để cách ly ở nhà, điều kiện cơ sở vật chất, thế là có bệnh nền, có mọi cái, thì chúng ta chuyển biến mọi cái cho đúng. Đây là cái mục đích cuối cùng của khâu cách ly, làm sao đấy một cái việc để thuận lợi cho nhân dân, nhưng mà phải đảm bảo cái sức khỏe, tính mạng của người dân là trước hết, trên hết. Và cùng với đó, đồng thời là phải kết hợp hài hòa để đảm bảo cái năng lực y tế của thị xã. Đấy, nên đề nghị các xã phường, các đồng chí chúng ta không nên máy móc quá. Đấy, chúng ta theo cái cam kết của người dân, và cũng có trường hợp là nếu mà chúng ta cảm thấy đủ điều kiện, chúng ta cũng vận động nhân dân để mà cách ly điều trị ở nhà. Còn đối với tiêm vaccine thì đề nghị các đồng chí trung tâm y tế nòng cốt trong cái tiêm vaccine này. Thế bây giờ dân ta tiến tới cũng được tiêm cả thôi. Và theo chỉ đạo của Thủ tướng là phấn đấu trong quý 1 này là phải tiêm mũi tăng cường đấy gọn hết. Đây cũng rất hy vọng đấy, đến hết tháng 2, giữa tháng 3 này, chúng ta tiêm chủng đầy đủ đi. Đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, giao Trung tâm Y tế thị xã chủ trì phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về chuyên môn trong phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân thị xã chuẩn bị phương án dự phòng, thêm một khu cách ly điều trị với 300 giường trở lên, đồng thời bổ sung các vật tư, sinh phẩm cho công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã thông qua báo cáo kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tình hình công dân sau phát lệnh, chỉ tiêu, nhiệm vụ giao quân năm 2022. Theo đó,
thực hiện công tác tuyển quân năm 2022. Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo các xã phường làm tốt công tác đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe tại cơ sở và tại thị xã chặt chẽ, đúng kế hoạch, sát với chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã phường tổ chức nắm tình hình đến từng nhà gặp công dân và thân nhân gia đình để nắm tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng của 207 công dân, trong đó nhập ngũ vào các đơn vị quân đội là 185 công dân và 22 công dân nhập ngũ vào các đơn vị công an đều sẵn sàng lên đường nhập ngũ, trong đó sức khỏe loại 1 là 23 công dân, sức khỏe loại 2 là 156 công dân, sức khỏe loại 3 là 28 công dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến cho công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2022, như công tác đảm bảo an ninh trật tự, việc phân luồng, sắp xếp phương tiện giao thông trong ngày diễn ra lễ giao nhận quân, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR COVID-19 cho các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã, đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp với Công an thị xã và các xã phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và quản lý chặt chẽ số thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trung tâm Y tế thị xã thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR COVID-19 cho các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn thực hiện việc đo thân nhiệt cho các thanh niên và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian diễn ra lễ giao nhận quân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã, giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, quyền và trách nhiệm của công dân nhập ngũ trong việc xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tuyên truyền vận động các gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 không tham gia tiễn đưa con em mình tại buổi lễ giao nhận quân tại thị xã để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Công an thị xã triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau lễ giao nhận quân. Các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, làm tốt công tác hậu phương quân đội để các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, từ đó để buổi lễ giao nhận quân năm 2022 của thị xã được tổ chức vào ngày 16 tháng 2 năm 2022, diễn ra trang trọng theo đúng quy định và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025. Theo ghi nhận, từ ngày 1 tháng 2 đến nay, trên địa bàn phường Hải Ninh có 51 trường hợp dương tính với COVID-19. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường đã tăng cường công tác truy vết các trường hợp liên quan để thực hiện cách ly xét nghiệm theo quy định. Về công tác điều trị, phường Hải Ninh đã thành lập tổ thẩm định các điều kiện điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú gồm 12 thành viên. Đến nay, tổ đã thẩm định và cách ly điều trị, đang thực hiện theo dõi sức khỏe 36 trường hợp F0 tại gia đình, nơi lưu trú. Đối với Ủy ban phường Hải Ninh, sau khi nhận được quyết định 1020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thị xã Nghi Sơn ngày 27 tháng 1 năm 2022, thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch phường Hải Ninh đã thành lập tổ thẩm tra thẩm định các điều kiện điều trị F0 tại nhà theo quyết định số 33 ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Ninh. Đối với các trường hợp đủ điều kiện để được cách ly điều trị tại nhà sau khi lên trạm y tế để test nhanh bằng kháng nguyên 2 lần có kết quả dương tính, thì Ban Chỉ đạo tổ thẩm định đã trực tiếp cùng với tổ giám sát cộng đồng xuống tại nhà có ca dương tính để kiểm tra các điều kiện gồm khu vực sinh hoạt, ăn ở, khử khuẩn, nước sát khuẩn, cồn và các điều kiện khác để phục vụ đảm bảo đầy đủ các điều kiện để được cách ly tại nhà. Sau khi tổ thẩm định kiểm tra đánh giá đạt
kết quả thì tổ thẩm định về báo cáo ban chỉ đạo và ban chỉ đạo đã ban hành quyết định để được cách ly, kiểm tra và điều trị F0 tại nhà theo đúng quyết định 1020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn. Đến bây giờ trên địa bàn phường Hải Ninh đã kiểm tra đánh giá các điều kiện để được điều trị cách ly tại nhà là 36 trường hợp F0 đảm bảo các điều kiện để được điều trị tại nhà có các biểu hiện nhẹ theo quy định của ngành y tế. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Hải Ninh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về công tác phòng chống dịch, thực hiện việc chuyển đổi trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân thực hiện tốt việc khai báo y tế và xét nghiệm, đồng thời ủng hộ cấp ủy chính quyền trong công tác phòng chống dịch. Sau những ngày vui xuân đón Tết, Nguyên đán Nhâm Dần, những ngày này ngư dân trên địa bàn phường Hải Bình đang tích cực chuẩn bị ngư lưới cụ và các điều kiện cần thiết cho chuyến ra khơi bám biển đầu năm 2022. Trong năm vừa qua, ngư dân trên địa bàn phường đã có được mùa khai thác hiệu quả, mang lại thu nhập khá cho các hộ dân. Nhờ vậy, ngư dân có điều kiện đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, đầm ấm. Bên cạnh việc vui Tết đón xuân, nhưng ngư dân vẫn không quên chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện cần thiết cho chuyến vươn khơi bám biển đầu năm. Đầu xuân năm mới thì gia đình chúng tôi cũng chuẩn bị những các công cụ là ngư lưới cụ để làm cho tốt để một chuyến ra khơi gặt hái được nhiều cá mực. Toàn phường Hải Bình hiện có 18 cơ sở chế biến hải sản và 182 tàu thuyền khai thác và thu mua hải sản, trong đó có 70 tàu thuyền thu mua hải sản. Năm 2022, phường Hải Bình tiếp tục động viên ngư dân củng cố ngư lưới cụ, chú trọng đến khai thác hải sản có giá trị kinh tế cao, tạo mọi cơ chế chính sách cho ngư dân vay vốn để đầu tư đóng mới, cải hoán tàu thuyền. Ngay từ đầu năm, là Ủy ban Nhân dân cũng đã là tăng cường về cái công tác tuyên truyền đến nhân dân, đặc biệt là các cái chủ phương tiện để mà chúng ta xác định đó là phát triển kinh tế biển trong năm 2022 là sẽ đạt được cái kết quả và cái thu nhập nó cao hơn năm 2021. Bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân dân ấy là cũng tích cực là hỗ trợ là các cái chủ tàu, thứ nhất là về cái việc mà tiếp tục là cải hoán rồi sắm mới các cái trang thiết bị, cái phương tiện để mà vươn khơi bám biển bằng là huy động là các cái nguồn lực về, nhất là về tài chính. Bên cạnh đó là hoàn tất các cái thủ tục mà để được vay vốn ưu đãi từ các ngân hàng rồi các cái tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân dân ấy là tuyên truyền đến các cái chủ tàu và các cái thuyền viên là thực hiện nghiêm cái luật thủy sản, nâng cao cái ý thức, cái nhận thức của chủ tàu rồi của các cái thuyền viên trên tàu. Các cái sản phẩm mà thu mua khai thác được về cảng đấy thì là Ủy ban Nhân dân cũng đã định hướng để cho ngư dân và đặc biệt là các cái tổ hợp rồi các cái cơ sở là chế biến thì là tập trung vào là chế biến bằng cái chất lượng, nâng cao cái chất lượng để mà từ đó đấy là ra được các cái sản phẩm là tốt nhất. Vụ chiêm xuân năm 2022, phường Hải Lĩnh đưa vào gieo trồng với tổng diện tích 150 ha, trong đó diện tích lúa 90 ha được cơ cấu bởi các loại giống như Thái Xuyên 111, Khang Dân. Số diện tích còn lại là các loại cây trồng như lạc, khoai, ngô và rau màu. Tuy nhiên, do thời tiết rét kéo dài nên hiện nay diện tích cây lúa của địa phương mới bước vào giai đoạn bén rễ. Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân trên địa bàn đã tập trung xuống đồng chăm sóc cây trồng như bón phân, làm cỏ cho lúa, chống rét cho cây lạc.
Để đảm bảo sản lượng và năng suất cây trồng vụ chiêm xuân của địa phương, phường Hải Lĩnh đang tăng cường chỉ đạo, động viên và hỗ trợ người dân tích cực chăm sóc lúa và cây trồng vụ chiêm xuân. Thưa quý vị và các bạn, một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó là năm thành lập của trường tiểu học Hải Nhân năm 1947, cũng là năm Bác Hồ lần đầu tiên về thăm tỉnh Thanh Hóa với lời căn dặn sâu sắc. Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu, thấm nhuần lời dạy của Người, đặc biệt thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trường tiểu học Hải Nhân đã đưa tư tưởng lý luận thành hành động để học tập và làm theo Bác từ những hành động nhỏ mà ý nghĩa lớn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người, đã trở thành kim chỉ nam trong hoạt động dạy và học ở mỗi nhà trường. Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, cán bộ giáo viên trường tiểu học Hải Nhân đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, nhà trường luôn lấy phương châm học đi đôi với hành, bằng việc hướng học sinh đến các hoạt động trải nghiệm, thực hành như kế hoạch nhỏ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, liên kết với các nhà vườn để học sinh được học tập cách chăm sóc các loại cây trồng quảng canh. Mỗi thửa đất trống trong khuôn viên nhà trường đều được tận dụng tối đa để trồng các loại cây cảnh, hoa, thuốc nam. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh thêm yêu lao động, đồng thời tạo nên một môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, để mỗi ngày đến trường với các em thực sự là một ngày vui. Lúc sinh thời, Bác luôn là người ham học, ham đọc. Một thói quen đã đưa Người trở thành bậc vĩ nhân với nhãn quan chính trị sắc bén. Học tập đức tính ấy, trường tiểu học Hải Nhân đã xây dựng kế hoạch phát triển phòng đọc, trở thành thư viện thu nhỏ, góp phần rèn luyện kỹ năng tìm tòi, mở mang kiến thức để phục vụ tốt cho nhiệm vụ học tập. Một trong năm điều Bác Hồ dạy đó là yêu tổ quốc, yêu đồng bào đã được trường tiểu học Hải Nhân hành động bằng các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi thường xuyên tổ chức cho các em học sinh đến thăm nghĩa trang liệt sĩ của thị xã Nghi Sơn và tổ chức chăm sóc, làm vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ của địa phương. Thông qua đó, để giáo dục cho các em lòng tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc, về truyền thống của nhà trường, để không ngừng ra sức học tập, rèn luyện. Một trong những hoạt động nổi bật của nhà trường luôn nhận được sự ủng hộ từ cấp ủy, chính quyền và phụ huynh học sinh, đó là hoạt động nhân đạo từ thiện như Tết vì học sinh nghèo, nâng bước em đến trường. Hiện nay, công đoàn trường tiểu học Hải Nhân đang nhận đỡ đầu cho 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng sự chia sẻ của tập thể cán bộ giáo viên. Món quà nhỏ nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về, mỗi bước chân các em đến trường không còn bao trăn trở lo toan. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, trường tiểu học Hải Nhân luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Và trong cái đợt vận động thực hiện lời dạy của Bác khi về thăm Thanh Hóa, thì tập thể cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường đã đẩy mạnh phong trào và phát động những cái đợt thi đua cao điểm. Ở trong đó, đối với giáo viên thì chúng tôi tập trung để giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức cho anh chị em thông qua các đợt sinh hoạt chính trị của chi bộ, của nhà trường, và gắn với cái việc nâng cao nhận thức cũng như là chức trách nhiệm vụ được giao. Đối với học sinh thì chúng tôi cũng tập trung để đẩy mạnh cái việc học tập và làm theo năm điều Bác Hồ dạy, trong đó hướng cho học sinh về những cái tình yêu lao động, cái tình yêu thương, yêu quê hương đất nước, yêu thương con người, giáo dục cái truyền thống tương thân tương ái, cũng như là cái truyền thống lá lành đùm lá rách, truyền thống quý báu của dân tộc ta qua các đợt ủng hộ
miền Trung bão lũ, ủng hộ quà Tết cho bạn nghèo và sự chia sẻ trong nhà trường. Đây cũng là những cái kỹ năng sống mà chúng tôi đã quan tâm để giáo dục cho học sinh. Năm học 2021-2022, nhà trường cùng lúc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa thực hiện phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm học này chúng tôi thực hiện đối với lớp 1-2 thực hiện chương trình 2018 và đối với lớp 3-4-5 thực hiện theo định hướng tiếp cận năng lực phẩm chất học sinh. Và đây cũng là năm học mà nhà trường tập trung cao điểm để nâng cao chất lượng giáo dục. Chúng tôi có những cái định hướng để thực hiện kế hoạch giáo dục gắn với những hoạt động giáo dục trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp bên ngoài nhà trường, tạo những cái niềm yêu thích học tập và hứng thú trong những cái giờ lên lớp cho cả giáo viên và học sinh. Và qua những cái cuộc vận động cũng như là những cái đợt đẩy mạnh các hoạt động trong năm học và đặc biệt là thực hiện lời dạy của Bác, thì chúng tôi đã tạo được những cái niềm tin đối với đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương. Nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhà trường cũng đã góp một phần nhỏ để thực hiện lộ trình này. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tạo được cái sự đồng thuận rất cao của hội cha mẹ học sinh nhà trường. Thông qua những cái cuộc vận động, những cái đợt thi đua cao điểm trong năm học, thì chúng tôi đã xây dựng được những tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác và hướng tới những cái mục đích giáo dục về chân thiện mỹ cho học sinh, làm tô thắm thêm truyền thống lịch sử xây dựng và phát triển của nhà trường trong năm học 2021-2022 và những năm học tiếp theo. Học tập làm theo lời Bác đã được chi bộ trường tiểu học Hải Nhân cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, xứng đáng với niềm tin về một ngôi trường không chỉ có chất lượng giáo dục về học tập, mà còn chất lượng trong giáo dục nhân cách sống cho học sinh. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.